lúc này con đi đâu mà đi hoài vậy hiền dạ lúc này lớp con có đợt thực tập nên con phải đi nhiều đó ba con phải tham gia mấy buổi ngoại khóa đó cũng không đến mức mà lu bu suốt ngày như vậy cả ngày không ai thấy mặt mũi con đâu hết chỉ có đi chơi mới đi nhiều vậy thôi đi như vậy còn thì giờ đâu nữa mà học bài mai con đi học á rồi về nhà không được đi chơi nữa nghe chưa ba không có ở nhà muốn đi đâu thì phải hỏi qua dì Phương. Bà không muốn thấy con gái của bà la cà ngoài đường hoài như vậy. Ba mà không nhắc, có ngày con dám bỏ học và đi chơi lắm đó. Dạ. <laughs> em nhớ mang thuốc lên sao cho anh nha. Dạ. Ủa, sao bữa nay anh lên sớm vậy? Không có tivi hả anh? Anh mệt. Anh muốn nghỉ. ăn đi con dì con đi đâu làm gì dì, dì cũng mét hết cho ba con để ba con la con hả nếu không nói để con tự do lêu lỏng rồi bỏ học sao mẹ dì ở trong nhà dì phải có trách nhiệm chăm sóc lo lắng cho con chứ dì không đủ tử tế để lo cho con vậy đâu làm ơn đừng có chuyện gì cũng mét với ba con vậy nữa Dì cũng đâu có rảnh mà lo cho con. Tại ba con giao cho dì phải coi chừng con. Dì phải nghe lời thôi. Có ngon á, thì đi nói với ba con đi. Dì đừng có nghĩ, được ba con tin tưởng. Rồi dì cứ lái theo ý của mình nha. Con. Biết vậy, thì ráng mà ngoan đi. Con đừng có mà chọc dì. Dì. À, à con. Hồi nãy tôi nghe chú Quyền nói cô đem thuốc lên cho chú, mà cô quên rồi hả? Quên mất. Con à, con, có ba con ở nhà mà. Ừ. Vậy con... Có chuyện gì mà nhìn em tập trạng quá vậy Dì Phương lại kiếm chuyện với em nữa Kể anh nghe đi Ba em không cho đi chơi nữa Chỉ tới trường rồi về thôi Em biết là bà ta giật dây đó Chứ ba đâu có đời nào cắm em như vậy Dạ Em cãi lại chứ gì Phải cãi chứ Sao em không coi lời nói của bà ta như gió thoảng Bỏ ngoài ta đi Để tâm làm gì Anh đâu có trong hoàn cảnh của em Nên anh đâu biết là em tức đến cỡ nào đâu Lúc nào cũng phải nhìn nét mặt bà ta Và bất cứ lúc nào Cũng đâm sau lưng mình á Phải nói là em bị khủng bố tinh thần đó Em nhịn không có nổi Sống trong nhà em Thật không dễ dàng gì Nhưng mà Em cũng được tìm cách kháng cự Theo kiểu trẻ con như bây giờ nữa Biết bà ta nguy hiểm Mà em còn đối kháng trực tiếp Thì em sẽ đấu không lại đâu Cách tốt nhất là nhịn Nhưng mà em phải nhịn đến bao giờ chứ Anh có biết là Em càng nhịn bao nhiêu Thì bà ta càng lớn tới à mà em đâu có giỏi như chị thư đâu sức chịu đựng của em cũng có giới hạn thôi chứ bà ta nói gì ba em cũng tin hết á à, em không hiểu sao ba em lại mù quáng đến như vậy không biết đến khi nào ba em mới nhận ra con người thật của bà ta mà không biết cuộc đời em đến bao giờ mới hết bi đát nữa bây giờ em đã có anh rồi anh hiểu em và sẽ ủng hộ em em phải về chuyện của tụi mình mà cố gắng vượt qua nha em càng phản ứng thì sẽ càng làm cho ba em tin là những gì bà ta giả dời là đúng sự thật làm vậy là em giúp bà ta được như ý đó bây giờ em phải làm sao để cho bà thấy là em hoàn toàn khác mới được. Chị Thư cũng nói với em như vậy. Nhưng bắt em phải chịu đựng sự giả dối trơ trẽn. Em chịu không có nổi. Anh tin là ba rất thương em. Chỉ là không hiểu được em thôi. Chắc chắn có ngày ba em sẽ hiểu được mọi chuyện. Và sẽ nhận ra được chân tướng của con người đó. Biết tới chừng nào lần Hay là đợi tới lúc á Em phải thở thôi thóp á Ba mới nhận ra Nghe nói nè Bây giờ càng lúc Tụi mình càng khó gặp nhau Nhưng nếu em có chuyện buồn gì Thì phải nói hết với anh nha Không gặp được Thì cũng phải gọi điện thoại Không được để trong lòng một mình Em hứa với anh được không? em hứa à. À. khí tụ đang điền nguyên khí dồn vào những đầu ngón tay phải tĩnh tâm sẽ tạo bệnh được cực mạnh <cười> <cười> sao ta làm hoài không được phải chăng ta chưa ngủ được điều gì đó đang luyện cho công mà ai làm phiền vậy vào đi Phí tụ đang tiền lên tới cách này rồi mà sao được Anh Nguyên Anh vẫn còn đọc truyện này hả Sao anh không đọc sách của em ừ, Ta không thích đọc mấy loại sách đó Nhưng mà anh cần phải đọc Để ôm lại kiến thức cũ Dù sao đó cũng là chuyên môn của anh mà Ta từng nói với mụi Là ta không cần biết chuyên môn Ta đây là một hiệp sĩ Nhiệm vụ của ta là để giúp đời Nếu như ta không ra tay để trừ gian diệt bạo Mụi nghĩ đi Thì nhân loại này sẽ còn rất là nhiều người đau khổ đó em biết em biết anh là hiệp sĩ anh cũng đã từng giúp em đó thôi nhưng mà hiệp sĩ thời nay á không phải làm những việc như vậy người ta sẽ không nghe mình đâu Ê, anh hiểu không? ta không muốn nghe những gì mụ nói nữa Sư mụ đừng có làm phiền ta mụ đi đi <laughs> ủa có chuyện gì vậy Sao cô khóc vậy cô Thư Dạ Không có gì đâu chú Sư mũi. mũi 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 à Thiếu gia Thiếu gia làm gì cho cổ buồn vậy Xin lỗi cổ đi Hiệp sĩ mà chọc cho gia nhân khóc như vậy á Thì thiên hạ họ cười chê đó ừ. Thật tình thì Ta cũng đâu có muốn vậy Thiếu gia có thương cô Thư không? Ờ... À... Ừ. Vậy thiếu gia phải nghe theo lời khuyên của cổ chứ. Hiệp sĩ thì không nên chọc cho gia nhân khóc. Như vậy là không có ga lăng. Đâu có đáng mặt hiệp sĩ. Thôi được. Vậy để ta xin lỗi. Ừm. à, sư mụi à cho ta xin lỗi nha từ nay về sau bộ có muốn gì ta đây cũng đều chiều hết ta chỉ xin mụi là bụi đừng khóc nữa anh nguyên nói như vậy á thì mai mốt anh đừng có đọc mấy quyển sách đó nữa anh hứa đi hiệp sĩ khôi nguyên đây khi đã hứa thì ta sẽ giữ lời còn chuyện này nữa Mày mốt. Anh phải đổi cái xưng hô với em đi, đừng có gọi em là muội nữa. Em tên là Thư. Thôi được rồi. Từ nay Tài Hạ sẽ gọi muội là Thư. Và từ nay anh phải gọi chú Tư là chú. Ừ. Anh hứa nha. Ừ. Ta hứa. À. Còn chuyện này nữa. Mày mốt á, anh đừng có mặc đồ này nữa. Hiệp sĩ bây giờ phải mặc áo sơ mi mới đẹp. Em không có thích anh ăn mặc như vậy đâu. Giống như thế kỷ 18 quá, ừ. người ta cười chết đó. Ờ. Nhưng mà ta ta Thôi được rồi. Ta sẽ làm tất cả những điều muội muốn. Hê. <laughs> 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 Mình bắt đầu thành công rồi mà có thể yên tâm chưa? Sao anh Nguyên chịu nghe lời mình từ động cơ sâu kín nào chứ? <laughs> Tại hạ cảm ơn. chị hài lòng chưa? cảm ơn em. dạ. nè cưng, thiết cho cưng luôn đó. dạ cảm ơn chị. <laughs> mẹ mẹ mới làm tóc hả đẹp quá nha đẹp cái gì mà đẹp mẹ đầu tư công sức cho con cũng giống như nước đổ lá khoai vậy đó kiếm cho cái đám ngon lành mà không biết giữ con ơi con không biết làm sao cho người ta thương hả con bây giờ con hiền cướp mất rồi đó con mở to mắt ra mà nhìn đi mẹ nói gì vợ con không hiểu mẹ nhìn thấy thằng quy chở con hiền đi chơi đó tụi nó hẹn hò sau lưng mình qua mặt mình con là đứa con gái khờ khạo ngu ngốc chỉ giỏi mất mặt thôi khóc cái gì con giỏi khóc và nó đang lớn hơn mẹ nó cho tới đó mà không biết giữ để con quỷ cướp mất ở đó mà khóc chỉ biết khóc suốt ngày thôi à chết cha rồi vậy là cô ta phát hiện chết hai đứa nhỏ rồi <laughs> Cô Phương Bớt giận đi cô Không phải việc của chị Ông Quyền về chưa Dạ dạ chưa Tuần sau mới về Cô quên rồi hả Ngân à Nín đi con Đi lên phòng đi. Nè Bây giờ con phải nói thiệt Để mẹ biết Mẹ đối phó Mấy lần đi uống cà phê Con rủ Hai thằng Quy nó rủ Hả? Dạ con rượu Trời đất ơi Ai vậy con cái thói cọc đi tìm trâu vậy Thật là mất mặt quá đi Thằng Huy nói gì với con Hả Nó có nói thương con không Dạ không Anh chỉ khen con dễ thương khi con hiền thôi vậy là từ trước tới giờ con toàn nói láo với mẹ hả tại con thường ảnh thương con nên con mới nói láo với mẹ tưởng có chuyện ngu gì cũng dám tưởng nữa mẹ không ngờ con dám làm chuyện kỳ cục như vậy bình thường con nhút nhát lắm mà ai mà nghĩ nổi con chủ động đi tìm trai hả dượng con mà biết mẹ cất cái mặt đi đâu mẹ mẹ ơi con năn nỉ mẹ mẹ đừng nói với dượng nha mẹ cái gì dượng mà biết con mắc cỡ lắm con tưởng mẹ điên mẹ bị điên hả mẹ phải lại thằng quy nữa kìa mẹ phải xin nó giấu biết không vậy mà chắc gì nó không kể với con hiền <laughs> mẹ nó mất mặt quá đi mẹ. Cậu Huy thì đối phó sau Bây giờ Phải xử con hiền trước Bình tĩnh mới khôn ngoan được Con mất dạy Mày về rồi à Coi tao xử mày nè ba anh nha mày chị à, à, làm gì vậy con mất vậy à, à, mày mày đứa hư hỏng giết mày tao cho mày chết Dì mày phương, chết mày tĩnh lại hiền à em có sao không chị phương à bình tĩnh đã à, à, cô không biết là có con tới Con biết là dì hiểu làm tụi con Chắc chị nghĩ là hiền qua mặt gì Nhưng sự thật không phải như vậy Tụi con quen nhau Trước khi con tới đây Con biết là dì hiểu lầm Nên mấy lần muốn giải thích Nhưng mà chưa có dịp Con thật lòng xin lỗi Con nói gì Cô không hiểu Con với Hiền quen nhau lâu rồi Trước khi con tới đây Lẽ ra thì Con nên nói với hai bác Nhưng mà con chưa có dịp Bây giờ dì đã biết rồi Thì con xin gì Và bác quyền cho phép Con được tìm hiểu hiền Con biết là dì coi hiền như con gái Nên chắc là dì không cắt khe mà từ chối À dĩ nhiên là Cô không bao giờ ngăn cản chuyện tình cảm của tụi con Cô không có ngăn cấm gì hết Hồi nãy cô tức giận vì bé Hiền đi chơi về khuya Cô có lỡ tay một chút À đừng có hiểu lầm cô nha Đúng là con người ghê gớm Con thấy gì lo cho Hiền như vậy Con Con rất cảm động Người ta nói là thương cho roi cho giọt Vì cư xử với Hiền như con gái Đúng là quá tốt Nhưng mà Theo con nghĩ Cũng không nên mạnh tay với con gái mình như vậy đâu À à thì lúc giận thì con người ta thường mất hôn cô cũng khó kiềm chế đó mà thôi cũng khuya rồi bữa nào rảnh quy tới chơi nha dạ vậy xin phép gì cô về về cẩn thận nha quy dạ anh về nha anh em vô nhà đi mày giỏi lắm để coi tao làm gì mày đồ mất vậy cái thứ mồ côi mà không biết thân chị dám vô nha La anh đứng đây nha Ừ, chị nghe chị bà phù thủy đó biết em đi chơi với anh Quy rồi bà ta quậy âm ỉ lên luôn á trời đất ơi rồi có ba ở nhà không bà không có ở nhà nếu có thì bà ta đã không làm dữ như vậy rồi chị nãy giờ em định đi ngủ nhưng em căng thẳng quá em muốn đi ra ngoài nhưng sợ bà lại kiếm chuyện rồi sợ lỡ như bà ta lại làm gì mình nữa chị em không lường trước được chuyện gì nữa. Chị ơi, em căng thẳng lắm Em khóa cửa phòng cho kỹ nha Chị, em khóa rồi Mà tối giờ, bà ta có làm gì em không? Lúc mới về, bà ta đánh em Nhưng em không có sao hết Tại vì, có anh quỳ can cho em Còn giờ, bà ta đang im liềm trong phòng á Không thấy động tĩnh gì hết Chị, bây giờ em không biết làm sao Em không ngủ được Giống như, sợ bà ta rình rập gì đó Chị ơi, Em sợ lắm Hay là em xuống ngủ với dì mười đi Bà ta có làm gì thì cũng còn có dì mười mà can Xuống dưới ngủ đi Em có xuống rồi Nhưng mà nhỏ Ngân đang ở dưới Cho nên Em trở lên phòng nè Bây giờ Vậy thôi em ráng ngủ đi Giờ này chắc bà ta cũng mệt rồi Chắc không sao đâu Ngủ đi nha Dạ Vậy chị cũng đi ngủ nha Ừ mà chị cũng đừng lo cho em Chắc em không sao đâu Chuyện mình chưa xong Mà lại tới chuyện nó Và ta muốn quậy cho chị em mình khổ sở tới mức nào đây Có chuyện gì Mà nhìn con lo lắng quá vậy Vậy Phương được chuyện của tụi con rồi Bà ta làm thấy ghê lắm Một người phụ nữ đáng sợ Bà phải tận mắt chứng kiến Mới biết bà ta đáng sợ tới cỡ nào Cho nên con mới cần bà giúp Để nói chuyện với bác quyền May ra Sẽ cứu được thuộc Huyền Con muốn bà nói cái gì Nói về chuyện của con với thuộc Huyền Bác quyền Dù có du nhược tới cỡ nào Thì chắc chắn cũng phải vì hạnh phúc con gái mình Mà sẽ không phản đối chuyện của tụi con mà nếu như bác quyền không phản đối thì bà ta cũng sẽ không có lý do để phản đối tụi con con vừa nói bà ta đáng sợ mà con lại nghĩ vấn đề đơn giản như vậy trên lý thuyết nếu mà bác quyền ủng hộ bà ta cũng không cản được nhưng con nghĩ bà ta chịu buông tay nhanh như vậy sao bà ta chỉ có thể mượn tay bác quyền để khống chế thực hiện bây giờ đích thân bác quyền ra mặt thì bà ta phải chấp nhận thôi một người mà có thể lợi dụng người khác suốt mười mấy năm trời. Con nghĩ người đó đơn giản vậy sao? Chỗ bạn bè, tôi nói thiệt, tại bà làm mong quyền á mê mũi dữ quá. Nên ở trên đời này, á bà muốn cái gì là được cái nấy. Bây giờ không được á thì bà tức. Cái chuyện cậu luật sư đó thích con gái ổng là chuyện bình thường thôi. Con quỷ đó, dám qua mặt tôi mà bà nói bình thường hả? Trời ơi, cái này bà phải bình tĩnh nhìn đúng vấn đề mới được. Cậu đó tới nhà chơi, trong hai đứa con gái, cậu ta thích ai là quyền của cậu ta. Con Hiền thích cậu ta, thì đâu có gì lạ lạ. Nhưng bây giờ con Ngân bị đau khổ khóc lóc, tôi chịu không có nổi. Nếu con gái mấy bà bị thất tình, mấy bà có tức không? Bây giờ tôi cũng nói thiệt, tại bà làm con Ngân nó ảo tưởng. Ban đầu á nó đâu có thích cậu đó đâu Chuyện này á là tại bà vẽ đường cho hư nó chạy Mà ông chồng bà xử lý chuyện này ra làm sao Chắc ổng cũng ủng hộ con gái ổng chứ gì Cũng may là ổng chưa có về Nên tôi còn thời gian để suy nghĩ đối phó Chuyện đã như vậy rồi á Thì bà phải ngậm bồ hòn mà làm ngọt Chứ còn đối phó cái gì nữa Không lẽ bà phá hai đứa kia Rồi bà bắt cậu đó thương con gái bà Ngộ rồi nha Bây giờ tôi chưa có biết nhưng tôi không để ai làm khổ con tôi đâu Bà bớt kiếm chuyện với con chồng đi Coi chừng bị lãnh hậu quả đó Alo Cái gì Nó làm vậy hả Được rồi tôi về liền À mà không không Đưa vô bệnh viện đi rồi gọi cho tôi ừ. Cái gì vậy cái gì vậy Con bé Ngân nó tự tử Trời rồi cái gì vậy Sao cái, cái vỏ của bà kìa Thôi đi lẹ lên đi lẹ lên Đi nhanh lên bà Dì Mười, nó sao rồi? Y tá đã sốt ruột rồi đó Nó uống thuốc tự tử hả? Mà thuốc C gì? Trời ơi Hồi hôm, tôi đâu thấy nó đi đâu đâu Dạ Mà phòng nó cũng đâu có thuốc gì đâu Thuốc để dì bếp á Tại cô không để ý đó thôi Hồi sáng á, tôi thấy chai lọ tùm lum hết trơn à Tôi tưởng cổ kiếm thuốc bỏ đó chứ Nên tôi dẹp vô một tủ rồi Tới chừng tôi lên phòng á Tôi thấy cổ kỳ quá nên tôi mới kêu cô Hiền đó chứ Mà bên trong có thuốc gì vậy? thì ờ à, à, thì mấy chai siro ho Với viên gì tụi lum tà la không biết cô ói đầy ra ngoài sàn hết trơn à tại cô không có vô phòng nữa, nên cô không có thấy đó tại mày đó tại mày mà con tao tự tử ừ. con mày làm hại con tao mày

bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa em cũng vậy em rất khó chịu em thấy mình có lỗi à, mà cũng không biết là lỗi gì nữa em hoang mang lắm không biết tiếp tục hay rút lui nữa <laughs> em gọi cho ai vậy thì em gọi cho anh quy cứ nói cho anh biết rồi tùy anh ấy tính à, Có thể Tụi em sẽ chia tay luôn Sao tự nhiên lại suy nghĩ vậy Nhưng em với anh quy yêu nhau Mà lại có người tự tử Làm sao mà em dám thương ảnh nữa Em gọi đi Bấm lo like cho chị nghe với Anh nghe này có chuyện gì hả em ngân nó tự tử đang nằm ở bệnh viện em báo để anh biết mà xử lý bây giờ em quan mang lắm có chuyện đó đó sao anh không tin cô ấy xem thường mạng sống mình như vậy chuyện đó không có đáng phải chết coi chừng bà ta giở trò gì đó em không biết cái này có phải bà ta dựng lên hay không nhưng giờ nó đang ở bệnh viện đó em với dì mười đưa nó vô mà phần em em đã làm xong rồi còn lại là phần của anh đó, anh xử lý chuyện này đi. em nói cái gì vậy? chuyện chưa biết ra sao, em đừng có quan mang. em bây giờ cứ đi học bình thường đi. để anh đối phó với bà ta cho. dù sao anh cũng nên vô bệnh viện đi. em không muốn mình cư xử cặn tạo ráo máng gì đâu. thôi, anh đi đi nha. anh sẽ điện thoại cho em sao? chờ anh nha. dạ. cô ngân vẫn chưa tỉnh hay là tôi về nấu đồ ăn đem vô nghe cô cô phương tôi về nhà làm đồ ăn nghe cô điều này chắc đang tính mưa ma trước quỷ gì nữa đây cô ơi cô cô hả à à gì đi đâu thì đi đi dạ chừng nào tôi gọi thì hẳn vô không gọi thì thôi nha dạ Cô à, vậy tôi ra ngoài kia hay là về nhà? Muốn đi đâu thì đi. Dạ. Nè, về về nhà đi. Nhớ là tôi gọi mới vô đó. Dạ. Vậy, 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 chiều tôi có đem đồ ăn vô không cô? Sao hỏi nhiều bực mình quá à? Ừ. Đi đi. Dạ, anh cần tìm ai ạ? À? à? tôi vào thăm bệnh nhân tích Phương Ngân. À, anh không có vào được, nhưng mà có mẹ của ấy bên đây. Mời anh qua đây gặp ạ. À. à. Dạ. Chào gì? Cậu tới như vậy, tôi cảm ơn lắm. Cậu ngồi đây nói chuyện đi, đừng vô phòng. Sao vậy gì? Con Ngân biết hết chuyện của cậu, cho nên là không nên để cậu gặp con Ngân nó đang ngủ ngủ dậy nó thấy cậu rồi sau đó cậu biến mất nó lại sốc hoàn cảnh của nó như vậy tôi không muốn tệ hơn nữa cậu thông cảm không biết bà ta tuôn chiêu gì ra đây thật tình tới giờ tôi vẫn còn bàng hoàng những chuyện xảy ra tôi không ngờ là nó đau khổ đến mức như vậy tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc này tôi biết cậu cũng không thể nói được gì tôi cũng không trách cậu đâu mà cũng không thể yêu cầu cậu chăm sóc con gái tôi nhưng mà đặt vào vị trí của tôi thì cậu sẽ hiểu tôi đau lòng đến mức nữa con biết tâm trạng của dì bây giờ Và chính con cũng thấy có lỗi với Ngân Con đây Thật lòng xin lỗi Dì đã làm cho dì hiểu lầm Lẽ ra con không nên tới nhà dì Mà cũng không nên Tiếp xúc riêng với Ngân Con không ngờ cô yếu đuối như vậy Từ đó tới giờ Nó chưa biết tới ai Gặp cậu thì nó thương hết lòng thấy cậu cư xử như vậy nó nghĩ là tình cảm của nó được đáp lại cho nên khi hiểu ra thì nó sụp đổ luôn bà ta có cách nói trói buộc hay thật nó làm người ta biết người ta không có lỗi nhưng vì lịch sự nên không thể mở miệng phản đối nhìn cảnh con gái mình như vậy tôi không biết cách nào khác hơn là xin cậu cậu đừng bỏ nó lúc này khi nào nó ổn định tinh thần Tôi sẽ khuyên nó sau Lúc đó Nó sẽ không làm phiền cậu với con Hiền nữa Con hiểu ý gì rồi ừ, Nhưng bây giờ Con đang có cái hẹn Con sẽ trở vô thăm gần sao Tôi biết Cậu không phải là người thiếu trách nhiệm Đúng không mà còn chuyện này nữa Cậu đừng nói chuyện này cho ai biết hết Nhất là với ông nhà tôi Cậu hứa không? Tạm thời thì Cứ giải quyết như vậy Con đồng ý với gì? Cảm ơn cậu nhiều lắm Tôi biết Cậu là người nhân hậu và có trách nhiệm Tôi không nhìn làm người đâu Cảm ơn gì Nhưng chắc là con không được như vậy nghĩ đâu việc hay quá làm con ngại xin phép gì con đi cậu đi tôi chờ cậu trở lại nha ủa con chào chị mười cậu huy hiện có nhà không chị mười ừ, tôi không biết cổ đi đâu nữa hồi nãy ở bệnh viện á cổ về nhà trước giờ tôi về không thấy cổ đâu hết con muốn vô nhà một chút được không dạ được cậu dạ chị chị cho con xem tủ thuốc ở đâu đây nè cậu dạ vị đoán Ngân uống tất cả cho thuốc đây đúng không tôi cũng nghĩ vậy đó cậu nó uống xong á rồi lên phòng ngủ mấy vỏ thuốc á nó bỏ tùm lum mà tôi mới để trở lại đó mà nó còn hỏi mửa tùm lum trên phòng đó cậu hồi nãy tôi mới dọn xong đó. Con biết chị rất thương hiền. Con tới đây không ai biết hết. Dì mười nè, đừng nói cho dì Phương biết nha. Tôi không nói gì đâu, cậu đừng lo. Mà chuyện con Ngân uống thuốc tự tử đó là thiệt đó cậu. Nghe dì nói là con tin rồi. Thôi, bây giờ con về đây. Dạ. Dạ. Chào chị Cậu Uy Cậu giúp thì giúp cho trót Nhờ cậu ở đây trong trường nói dùm Tôi về nhà rồi trở vô liền Dạ Chị cứ đi đi, không sao đâu Chắc nó cũng sắp dậy rồi Cậu dỗ nó dùm tôi Bây giờ Người nó cần là cậu Chứ không phải là tôi Cậu giúp nó qua giai đoạn này tôi biết ơn cậu lắm chị đừng nói chuyện ơn nghĩa nghe nặng nề lắm vậy tôi về nha chút xíu nữa tôi vô dạ Ngân. Em để cử động Nằm nghỉ đi Nằm nghỉ đi Anh ơi Em còn mệt không Em thấy người yêu yếu Anh ơi Anh ở đây với em thì có ừ. Anh ở đây luôn với em được không Em đừng nói chuyện nhiều Tạm thời em cứ kỹ đi, cho lại sức. Khi nào khỏe lại, rồi tích tiếp. Em khỏe rồi. Anh Huy bỏ em hả? À, em đừng nói mấy chuyện đó nữa nha. Anh nói thiệt với em đi. Anh thương chị Hiền đúng không? Bây giờ, anh không thích thế em nói chuyện. Bác sĩ cũng dặn như vậy em cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe anh sẽ ngồi đây với em tối qua em nghĩ là em sẽ chết nhưng mà không ngờ bây giờ em lại còn sống em nghĩ đến chuyện anh và chị hiền quen nhau là em chỉ muốn chết thôi em có sống thì cũng bị mẹ em chửi em muốn chết cho thoát nợ em tự tử vì sợ mẹ em chửi hả ngân em muốn chết cho đừng bị mẹ chửi nữa em không bị đau khổ nữa từ đó giờ cuộc sống của em không có gì vui hết chỉ có anh Chỉ có anh mới làm em vui được Bây giờ mà anh bỏ em Thì em sống cũng như không Thà em chết còn hơn Em tỉnh táo chứ vậy Em có biết là em đang nói cái gì không Em đâu có bị mê Em nhận ra anh mà Em nói thiệt mà anh Huy vậy nếu như mẹ em không mắng em thì em có tự tử không em không biết nữa nhưng chắc là có vì anh là nguồn vui duy nhất của em không có anh em thấy cuộc sống này vô vị lắm em đừng có tưởng như vậy nữa thực ra thì em cũng biết anh có bao lâu đâu tình cảm đó không có nặng như em nghĩ em tưởng tượng nhiều hơn là thiệt đó anh nói gì em không hiểu em tưởng là em thương anh nhưng thực ra em chỉ thích anh trên mức bình thường thôi em chịu khó suy nghĩ lại đi rồi đừng làm chuyện dài dột nữa anh ơi anh không tin là em thương anh hả em buồn lắm vậy là anh thương chị hiền phải không mình đừng nói chuyện tình cảm nữa nha bây giờ em nằm ngủ đi nha không Em thấy khỏe rồi Em không muốn ngủ nữa Kệ lại anh đi tập xuống